Nhận định bóng đá Sociedad với Man United. 0:55 ngày 19 tháng 2, vòng 1 16 Europa League, Sociedad vừa có liền 2 thắng lợi ở La Liga để tạo đà tâm lý cho đấu trường Europa League. Trong khi đó, Man United đang chứng lại với 2 trận hòa liên tiếp tại Premier League. Khác biệt về phong độ ấy hứa hẹn một trận đấu không hề dễ dàng cho Quỷ Đỏ đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Vì Tây Ban Nha cấm nhập cảnh với những người đến từ Anh do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nên trận Real Sociedad, Man United đã phải chuyển sang đá ở sân Allianz tại Turin, Italia. Thoạt nghe, đây có vẻ như là điều tốt lành cho Quỷ Đỏ, bởi trên sân bóng này, Man United đã thắng cả 3 lần gần nhất đến làm khách trước chủ nhà Juventus trong khuôn khổ Champions League các mùa 1998-99, 2002-03 và 2018-19. Thế nhưng, đối thủ của Man United đêm nay là Real Sociedad, đội bóng đến từ La Liga chứ không phải Juve, mà Quỷ Đỏ gần đây rất hay gặp khó khi chạm trán các câu lạc bộ Tây Ban Nha. Nói chính xác là ở cả 3 mùa bóng vừa qua, Man United đều bị loại dưới tay các đối thủ xứ đấu bò. Họ thua Sevilla 0-0, 1-2 tại vòng 1/8 Champions League 2017-18, bị Barca đánh bại tại tứ kết Champions League 2018-19 0-1. 0-3 và mùa trước lại phơi áo với tỷ số 1-2 trước Sevilla trong trận bán kết Europa League. Quá khứ không ủng hộ, hiện tại cũng chẳng đứng về phía Man United. Đội bóng của Ole Gunnar vừa có trận hòa thứ 2 liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh khi để đội áp chót trên bảng xếp hạng là West Brom cầm chân với tỷ số 1-1. Tính rộng ra, Quỷ Đỏ mới chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở đấu trường Premier League. Một sự xuống dốc rõ rệt nếu so với mạch trận thắng tưng bừng của họ suốt từ cuối tháng 11 năm ngoái đến cuối tháng 1 vừa qua. Những kết quả tồi gần đây tại Premier League không chỉ khiến Man United đánh mất ngôi đầu bảng, mà còn làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ sa sút mới. Dưới thời Solskjaer, cứ sau một chuỗi thăng hoa kéo dài đôi 3 tháng là Man United lại rơi rớt với những thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Còn nhớ, cũng giai đoạn 2/3 chặng đường của mùa giải trước, Quỷ Đỏ liên tiếp thua Arsenal, Liverpool rồi thậm chí cả Burnley tại Premier League và bị Man City loại khỏi cúp liên đoàn. Dù trước đó không lâu, họ từng có những ngày tháng tươi đẹp khi thắng cả Tottenham lẫn Man City để áp sát top 4 trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Vấn đề của Man United, như nhiều chuyên gia chỉ ra, nằm ở một hàng phòng ngự hay mắc sai lầm và một hàng công quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn ghi bàn và kiến tạo đều đặn, nhưng một mình Bruno không phải lúc nào cũng có thể đem về chiến thắng nếu phía sau anh. Các hậu vệ như Lindelof hay Maguire vẫn mắc sai lầm và bên cạnh anh, các chân sút như Marzo hay Rashford cứ chơi trận hay trận giờ. Khác với Man United, sức mạnh của Real Sociedad nằm ở sự ổn định và lối chơi phòng ngự phản công nhờ một hàng thủ chắc chắn và các tiền đạo có tốc độ cao. Đội bóng của huấn luyện viên Imanol Anguoso mới chỉ thua 1 trong 7 trận vừa qua tại La Liga. Hàng thủ chắc chắn giúp Sociedad mới lọt lưới 20 bàn sau 23 trận ở La Liga mùa này và bay cao với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sociedad cũng rất đáng gờm ở các tình huống phản công nhờ các tiền đạo đang có phong độ cao như Alexandre Isak, tác giả của 9 bàn thắng mùa này, và Mikel Oyarzabal 12 bàn. Đấy là điều Man United cần hết sức lưu ý, bởi mất tập trung đang là điểm yếu nổi cuộc của các hậu vệ đội bóng thành Manchester. Cho tới nay, Quỷ Đỏ đã gỡ lại được 22 điểm sau khi bị dẫn bàn tại Premier League 2020-21, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Số liệu ấy cho thấy sức mạnh hỏa lực của Man United nhưng cũng bộc lộ sự mong manh của hàng thủ trong tay huấn luyện viên Solskjaer. Với tâm lý không tốt sau những trận mất điểm gần đây, đội bóng Anh càng cần phải siết chặt lại hàng thủ nếu không muốn trả giá đắt trước Sociedad. Dự đoán 1-1. We'll be right back.